biết bay là hay không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có đá ba tư đấy. Là máy có nhận quân. Cho thêm hàng hàng thêm. Thành á. À được được. Thật trang. Thêm chỉ có thêm nữa. Từ giờ ai. Đừng Thế Sơn. Lê Quang Quý, Lương Thế Sơn. Vẫn xử lý ở góc hẹp. Quang Quý chuyển ra câu. Trương Khánh lỗi rồi. Không tốt một pha xử lý. Lỗi rồi, phạm lỗi từ đằng sau Lương Thế Sơn. Tính chất của một trận bán kết không được rồi. Các bạn áo đỏ hình như là xuống sức rồi. Cố lên nào. Thời gian chỉ còn tính bằng giây thôi. Giang đã ra hiệu cho các bạn câu giờ. Đội trưởng Hoàng Giang rất kinh nghiệm. Quang Quý, Nguyên Thành vẫn đứng im, vẫn bảo vệ Hoàng Giang đến cùng. Rất nhiều cái bóng áo trắng ở trước mặt. Vẫn là Hoàng Hùng, Trịnh Xuân Khái. Mai Tuấn Phong. Đây. Nguyên Thành dù sao cũng đã chạm được bóng, phá bóng đi rồi. Minh Phúc cũng thế. Hoàng Mạnh Hùng khống chế. Qua người không được. Rồi chạy bóng chạy lên Hoàng lên. Hoàng Tuấn Phong. Hay lắm. Hoàng Tuấn Phong lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi rất cần thiết của Vidan. Vidan Trịnh Xuân Nghị. Không phạm lỗi tình huống vừa rồi thì có lẽ có bàn thắng dành cho Mai Tuấn Phong rồi. Phong vào đi, Anh Dương Đức Tùng đâu nào? Rất chính xác, vẫn là Trịnh Xuân Nghị, Hoàng Mạnh Hùng. Hoàng Mạnh Hùng. Hoàng Mạnh Hùng. Vẫn là Hoàng Mạnh Hùng, căng ngang không? Đỗ Nhật Quân. Đây rồi. Không được rồi, mà pha xử lý rất... Nhưng Trần Hiếu. Đấy, đấy. Không được. Ngày hôm nay có rất nhiều siêu phẩm được ghi. Hai siêu phẩm trong một trận đấu. Ba siêu phẩm. Hai đều rồi. Hoàng Giang. Hoàng Giang lại lên tấn công mà. À thủ môn lên à. Rất căng thẳng. Không bao giờ đánh bại được Hải với cự ly xa như vừa rồi. Hết giờ rồi, penalty! Hai đều! Thank you.
áo trắng cố lên nào, muốn con Minh Chí vẫn là pha cắt bóng rất hay của Trịnh Xuân Chi. Có sao bắt đúng con? Chắc là không sao rồi, không thể biết đâu. Vì đang Trịnh Xuân Chi hải lên rất chính xác, rất hiểu ý nhau. Hai bạn ở lớp thứ năm và chủ nhật rất hiểu ý nhau. Tiến đạt không được rồi, đá phạt góc rồi. Thầy nghĩ Mai Tuấn Phong phải lên tấn công đi. Sai nhất còn được theo đôi của Yên ra đâu. Không được, Gia Bách chặt tay rồi. Thời gian thi đấu hiệp 1 không còn nhiều. Các loạt trận đấu không còn nhiều, chỉ còn 4 đến 5 trận nữa thôi là kết thúc giải đấu rồi. Mình ngồi gọn vào mình. Hoàng Giang vẫn là Hoàng Giang, xử lý rất hay. Đức Hải vẫn rất tuyệt vời trong khung khổ của mình. Rất hay Đức Hải. Hay thường gọi là Hải đẹp trai. Mai Tuấn Phong xử lý rất nguy hiểm của Mai Tuấn Phong. Bên dưới vẫn còn Tuấn Phong đã cướp được bóng không? Tiến Đạt, Lưu Tiến Đạt vẫn rất nhanh. Tuấn Phong, Tiến Đạt. Không phải đồ áo đỏ. Ôi, Quân không phải áo đỏ. Bắt đầu. Một thiệt thòi rất lớn cho đội áo trắng. Nhưng nó có sự phục vụ của Đỗ Đạt Quân. Hoàng Giang, Duy Khánh, Quang Quý. Giả Bách, Quang Quý. Vẫn là Quang Quý. Quả xử lý rất hay. Đỗ Nhật Quân đã cắt được bóng. Mai Tuấn Phong, Hoàng Giang đổ rất nhanh, đó là Trịnh Xuân Khánh. Lỗi rồi, Hoàng Giang đã kéo người. Tình huống kéo người rất rõ, không thể qua mắt được trọng tài. Hoàng Giang, Quang Quý, Đỗ Nhật Quân. Đứng lên nào các con, cố lên, rất khá. Vẫn chưa một pha xử lý nào. Thầy rất thấy ít khi các bạn chuyển bóng. Mà chuyển bóng nhiều hơn nữa nào. Không được bách rồi. Hoàng Giang không thể qua được đôi tay của Hải. Với chiều cao của mình và thể hình lý tưởng, Trần Đức Hải là một trụ cột vững chắc bên phía phòng ngự của các bạn áo đỏ. Chỉ có pha phối hợp 1-2 thì mới có thể đánh bại được Hải thôi, chứ xúc xa thì không thể đánh bại con được. Hoặc dính trong tay luôn, thầy biết mà. Ném bóng rất chính xác, phát động tấn công rất hay. Tiến Đạt qua đầu rồi, chắc chắn là Hoàng Mạnh Hưng. Phản lưới nhà rồi. 1-0. 1-0 cho các bạn của đội Trịnh Xuân Khánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dừng bóng để vấn đề Dương Đức Tùng, Thanh Hoài, Nguyễn Minh Chí vào sân. Dương Đức Tùng. Trận đấu bắt đầu. Tiền luôn. Không ăn à Tùng? Ăn chưa? Hoàng Giang. Vẫn là Hoàng Giang. Minh Chí, Hoàng Giang phải truyền bằng lòng chứ. Khái. Chân trái rất khéo léo của Trương Xuân Tránh. Tiến đạt qua người không? Bóng đá là môn tập thể, chúng ta phải phối hợp đồng đội lên. Không có lý nào mà dẫn bóng từ đầu sân đến cuối sân được cả. Phải chuyền bóng phối hợp với nhau, nhịp nhàng chứ. Hoàng Mạnh Hùng đã ở trong rồi. Những bạn ở ngoài, Tiến Minh ơi. Ra bách. Ra bách. Xuân Ly. Ra bách. Rất nhiều chàng. Có bạn tham gia khác ngay. Hoàng Mạnh Hùng. Trịnh Xuân Tránh. Không được rồi, Minh Chí cũng qua được nghỉ không? Minh Chí đã qua được nghỉ rồi. Minh Chí rất hay, Trịnh Xuân Nghị rất kịp thời can thiệp. Vẫn là thạc xử lý của Vi Đan, Trịnh Xuân Nghị. Một mái tóc rất giống Vi Đan. Của Bayern Munich. Đá rất cứng, đá rất chặt. Thế lực của Vida Trịnh Xuân Nghị cũng là rất lý tưởng, rất khỏe, lên công về thủ. Quang Quý đứng trước bóng. Áo trắng gây áp lực lên đi, áo trắng gây áp lực nữa đi. Minh Đăng không được rồi, pha bóng sượt của con. Tiến Đạt đứng trước bóng. Hoàng Mạnh Hùng không được rồi.